Kính chào các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin ông Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên họp về chống cúm Vũ Hán, ca ngợi chế độ ưu việt tốt đẹp. Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị về công tác phòng chống cúm Vũ Hán kể từ khi xuất hiện tại Việt Nam vào hồi tháng 1 đến nay. Theo người đứng đầu của Đảng Cộng sản, những thành quả đạt được thế giới đánh giá cao của Việt Nam trong việc phòng chống dịch cúm Vũ Hán thời gian qua đã thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này đã được báo chí quốc tế miêu tả. Đây là hình ảnh phiên họp của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 3 năm 2020 tại Hà Nội. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng, rõ ràng báo chí, dư luận nước ngoài khen ngợi, nếu không có hệ thống chính trị như của Việt Nam thì chưa chắc đã làm được. Đây là lời của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã dẫn lời ông Nguyễn Phú Trọng nói trong buổi họp. Và ngoài ra ông nói tiếp, công tác lãnh đạo chỉ đạo rất kịp thời, nhạy bén, quyết liệt. Cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng vào cuộc đạt được những kết quả tích cực, được thế giới đánh giá cao, nhân dân tin tưởng, ủng hộ và tích cực tham gia. Trang thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam dẫn nhận định tiếp theo của ông Nguyễn Phú Trọng đã được đưa tải như vậy. Dự phiên họp có các nhà lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính quyền, bao gồm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán, đứng đầu là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và những cán bộ lãnh đạo khác. Đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Phú Trọng có buổi họp với Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch Vũ Hán sau một thời gian vắng mặt trên truyền hình kể từ bắt đầu khi dịch bùng phát tại Việt Nam. Trước đó một hôm vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, ông Trọng đã chủ trì tiểu ban nhân sự nhằm nghe tổ giúp việc trình bày báo cáo về tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và bàn phương hướng công tác nhân sự cho khóa tới đây. Và sự vắng mặt của ông Trọng trong thời gian qua đã khiến nhiều người trên mạng xã hội đặt câu hỏi về vai trò và sức khỏe của người đứng đầu Đảng Cộng sản, tức là kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Mạng xã hội đã bộc lộ khá nhiều câu hỏi và chỉ trích, có lẽ và vì thế ông mới chịu xuất hiện trong buổi họp ngày hôm qua. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Một số người còn so sánh động thái của ông Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình cũng vắng mặt trước công chúng trong suốt nhiều thời gian. Trung Quốc đã vật lộn với đại dịch và giết chết hàng ngàn người và chỉ xuất hiện ở Vũ Hán, nơi lần đầu tiên và là khởi nguồn của viêm phổi sau khi địa phương này tuyên bố hết dịch. Một số tờ báo quốc tế nói rằng việc tái xuất hiện của Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối đợt dịch là để trấn an người dân và nhận thành quả chứng minh cho phương Tây thấy cách thức cai trị của ông đã dẫn đến thành công trong việc ngăn chặn dịch ở Trung Quốc, như một điều mà ông quên rằng chính đại dịch này xuất hiện từ Trung Quốc. Tại phiên họp vào ngày 20 tháng 3 năm 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tán dương những thành quả của Việt Nam trong thời gian qua như kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, điều trị thành công cho 16 bệnh nhân và sản xuất được các bộ xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán. Ông cũng khen ngợi công tác tuyên truyền đã đạt được hiệu quả tốt, đưa thông tin kịp thời, đầy đủ và minh bạch và xử lý các đối tượng phát tán thông tin sai phạm đã diễn ra nghiêm minh và kịp thời. Tính đến 8 giờ tối ngày 21 tháng 3, Việt Nam đã ghi nhận 93 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, trong đó có 2 ca nhiễm là hai nữ điều dưỡng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội, đây cũng là hai nhân viên y tế đầu tiên mắc bệnh tại Việt Nam. Và từ Berlin, blogger Bùi Thanh Hiếu, người thường xuyên quan tâm đến ông Nguyễn Phú Trọng và có nhiều bình luận về tình hình nội chính Việt Nam cho rằng ông Trọng chính là thước đo cơn đại dịch tại Vũ Hán. Đây là hình ảnh từ khi dịch cúm Vũ Hán khởi phát đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rất nhiều lần phát biểu trước công chúng. Blogger Bùi Thanh Hiếu viết trên trang Facebook cá nhân của mình về ông Nguyễn Phú Trọng như sau. Từ khi có dịch cúm Vũ Hán xuất hiện, ông Nguyễn Phú Trọng biệt tích ngay từ ấy. Ở cương vị quyền lực nhất, ông Trọng có đủ thông tin về căn bệnh này, ví dụ như nó tác động đến người quá 70 tuổi, nó tiếp xúc qua đường giao tiếp
giữa người với người. Có thể vì thế ông Trọng đã biến mất. Chắc hẳn giờ ông đang ở một nơi canh phòng cần mật, được sát trùng. Ông tiếp cận các bản tấu đã được sát trùng diệt khuẩn của quần thần, cũng như có thể ông ra lệnh qua loa từ phòng của ông phát sang phòng bên cạnh. Đảng lãnh đạo toàn diện, nhưng cơn đại dịch này, đảng hay nói đúng hơn là ông Nguyễn Phú Trọng trong cơn dịch này không thấy bóng dáng ở đâu. Ông ngồi ẩn một chỗ và mặc kệ cho đám phúc, đam dơ mặt ra chống dịch. Chừng nào thấy ngon ăn, thấy tiến triển chắc chắn, dịch cúm bị ngăn chặn, chừng ấy ông Trọng sẽ xuất hiện trong vai trò tổng kết thắng lợi, chống dịch dưới sự lãnh đạo của đảng, tức là của ông ta. Nói như thế có thể hiểu, chừng nào ông Nguyễn Phú Trọng chưa xuất hiện, chừng đó kết quả chống dịch Vũ Hán chưa thể khẳng định là có kết quả. Ông càng biến mất bao lâu thì mới lo về tác hại của cơn dịch này càng lớn bấy nhiêu. Và chỉ còn chưa đầy 10 tháng nữa, theo dự định, Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra. Con số 13 thật là một con số không may mắn. Còn rất nhiều việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải làm, đó là vấn đề nhân sự, vấn đề đường lối, kiểm điểm, đánh giá và tổng kết. Đây là hình ảnh hôm 25 tháng 2 năm 2020. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đích thân tới thành phố Daegu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất nước do dịch cúm Vũ Hán, lại xem xét tình hình. Và blogger Người Buôn Gió tiếp tục bình luận như sau: không phải con số thống kê của chính phủ hay của bộ phận nào làm yên dân bằng sự xuất hiện của ông Trọng cả. Những con số đó là láo toét, khai ảo để lừa dân chúng yên tâm, không hoảng loạn mà ảnh hưởng đến chế độ. Hình ảnh ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước xuất hiện nơi này, nơi kia thăm hỏi và chỉ đạo, nhắc nhở mới là minh chứng thực tế nhất cho kết quả phòng chống dịch cúm Vũ Hán tại Việt Nam. Kể từ Hội nghị Trung ương lần 11 khóa 12, hồi đầu tháng 10 năm 2019 đến nay đã được hơn 5 tháng, theo thông lệ 6 tháng sẽ có kỳ họp Trung ương tiếp theo. Năm 2020 là năm cuối cùng của khóa 12, quý 1 đầu năm đã triển khai Đảng bộ cơ sở. Nếu chúng ta biết Hội nghị Trung ương 10 và 11 cách nhau chỉ 4 tháng, thì việc đến giờ chưa thấy động tĩnh gì của Hội nghị Trung ương 12, rõ ràng cơn dịch ở Việt Nam vẫn đang là mối lo cực lớn. Ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Ban soạn thảo văn kiện, một nhân tố đắc lực để soạn thảo đường lối văn kiện cho Đại hội 13, bị dính cúm Vũ Hán sau khi du ngoạn ở nước ngoài trở về. Cháy nhà ra mặt chuột, hành trình của ông Thuấn làm người ta thấy sự xa hoa, trác táng như thế đế vương của một tay chân thân tín của ông Nguyễn Phú Trọng. Và suốt 2 tháng trước đó, kể từ khi xuất hiện dịch ở Việt Nam, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn mất tích, chưa có bất kỳ phát biểu hay chỉ đạo nào về đại dịch này. Đây không phải là lần đầu tiên ông Nguyễn Phú Trọng biến mất trong lúc đất nước gặp chuyện. Hồi năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng cũng giữ im lặng trong suốt hơn 3 tháng trời, mặc kệ Trung Quốc cho tàu thăm dò Hải Dương 8 quần thảo khắp nơi ở khu vực bãi Tư Chính cũng như vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà không hề nói gì. Đây là hình ảnh Tổng thống Pháp Macron bàn bạc với các nội các và công bố các biện pháp chống dịch. Và tất nhiên là người đứng đầu đảng và nhà nước cũng có thể ốm, cũng có thể có những vấn đề về cá nhân. Nhưng một đất nước thì không thể thiếu vắng người lãnh đạo và phải có cơ chế để thay thế. Ông Nguyễn Lân Thắng này bày tỏ như vậy. Ông nói tiếp, không có gì trấn an dân tốt bằng sự xuất hiện của người đứng đầu đảng, nhà nước như ông Trọng. Phải chăng ông Trọng lợi dụng cơn dịch, trốn mất và cho hoãn Hội nghị Trung ương để rồi lấy cớ hoãn luôn cả Đại hội Đảng lần thứ 13? Một câu hỏi được đặt ra. Người dân sẽ nghĩ gì khi không thấy ông Nguyễn Phú Trọng cũng như không thấy các hoạt động của Trung ương Đảng? Người ta sẽ đơn giản thôi. Các bố trí Trung ương Đảng còn sợ chết vì dịch, không dám làm việc thì nói việc dịch bệnh được kiểm soát tốt, tin sao được? Người Buôn Gió đã kết luận như vậy trong bài viết của mình. Tiến sĩ Hoàng Hợp được đánh giá rằng sở dĩ ông Trọng hôm nay không xuất thể xuất hiện được trước công chúng quá nhiều là lý do sức khỏe. Tiến sĩ chia sẻ như sau. Ông ấy đang ốm mà, ông ấy đang hồi phục chậm nên đã xin phép làm việc ít đi. Lần trước cái vụ Tư Chính thì ông ấy nói trong hội nghị trung ương thôi chứ không nói ở ngoài. Còn bây giờ chuyện dịch bệnh thì chỉ có Thủ tướng nói thôi chứ Chủ tịch Quốc hội cũng chưa thấy nói gì. Chắc là họ phân công nhau. Và dư luận đã đặt ra nhiều câu hỏi về sự biệt âm vô tính của ông Nguyễn Phú Trọng. Và vì lý thuyết, người giữ vai trò Chủ tịch nước được cho là có phát ngôn hành động kịp thời để trấn an về những vấn đề liên quan đến đối ngoại, cũng như sức khỏe của người dân và các mối quan hệ khác về chủ quyền quốc gia, bệnh dịch,
nhưng dường như thời gian vừa qua ông Nguyễn Phú Trọng đã không làm tròn việc đó. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang phát biểu nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, ngày 3 tháng 2 năm 2020. Theo Hiến pháp, Chủ tịch nước có 6 nhiệm vụ có quyền hạn chính, trong đó nhiệm vụ thứ 5 có ghi cụ thể như sau: công bố bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương. Chia sẻ được cho biết thêm, tôi phán đoán là do tình hình sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng đang rất là tệ, bởi vì chúng ta đã biết những thông tin này rằng ông ấy bị đột quỵ, bị những vấn đề về sức khỏe, nhất là run rẩy khi xuất hiện trên đài truyền hình, truyền thông vừa rồi. Vậy nhưng có lẽ ông Trọng vẫn đang cố gắng níu kéo để có một vị trí quyền lực, cũng như là một vai trò quyết định trong đại hội sắp tới, cho nên ông ấy tìm cách tránh truyền thông và tránh công luận. Ông Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động tự do tại Hà Nội, đã chia sẻ như vậy. Và có tin đồn rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ bắt đầu từ tháng 4 năm 2019, trong lúc đang thăm tỉnh Kiên Giang. Người phát ngôn của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng sau đó trả lời báo chí rằng cường độ làm việc cao đã ảnh hưởng tới sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ sớm xuất hiện, làm việc lại bình thường. Đến ngày 14 tháng 5 năm 2019, mới thấy ông Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện trở lại trên truyền thông nhà nước khi ông đang chủ trì buổi họp Ủy viên Bộ Chính trị với một số ít người. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.